lên của Lý Sự đó. Và đây là trận bán kết thứ hai trong khuôn khổ giải Hồng Phải Phù Động toàn quốc khu vực Bến Tre. Và trận thi đấu ngày hôm nay sẽ là trận Bến Tre đấu với Cà Mau. Hai đội đã có thành tích thi đấu khá là tốt trong hai ngày vừa qua. Không biết hiện nay ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này. Hiệp thi đấu thứ nhất, Cà Mau phát bóng 0-0. Vậy là Cà Mau sẽ là người phát bóng đầu tiên. Một bóng tốt của anh ta. Bóng vẫn còn, tiếp tục là phản công dành cho Bến Tre. Bóng ra ngoài. Hiệp Cà Mau 1-0. Đã tiếp dành cho Bến Tre. Đặt bóng rất tốt, thường bóng đi ra ngoài. Quá hay. Đặt bóng rất tốt. Bóng tốt cho Cà Mau. Bóng tốt, phản công dành cho Bến Tre. Quá hay, bóng vẫn còn. Vẫn còn, quá gây cấn. Tiếp tục là pha đặt bóng ra ngoài đến từ số 4. Hiệp Cà Mau 2-1. Xin lỗi, đến từ biên 4 của Bến Tre. Điểm 3-1. Có vẻ như đội chủ nhà đang thất thế. Tiếp tục là gãy bước 1. Điểm Cà Mau 4-1. Tiếp tục là gãy bước 1 của Bến Tre. Chuyện gì xảy ra với đội chủ nhà đây? Tốt, tấn công. Chắn bóng rất tốt. Điểm bóng đi 5-1. Bóng dở chắn rơi vào sân của Bến Tre. Đội trưởng số tình huống khá là lộn xộn ở trong sân. Trọng tài đang nhắc nhở đội trưởng của Cà Mau. Cà Mau phát bóng. Số hiện tại đang là 5-1. Bến Tre hội ý lần thứ nhất trong hiệp đấu thứ nhất. Rồi, cổ động viên của hai đội rất là nhiệt tình nha các bạn. Có vẻ Bến Tre đang chiếm phong độ. Mọi kết thúc, trận đấu sẽ được tiếp tục.
Cà Mau phát bóng, tỷ số đang là 6-1, cho khá xa vào vấn đề. Cà Mau 7-1. Một của Vấn Đề. Điểm Vấn Đề 2-7. Tấn công rất tốt cho Vấn Đề. Có vẻ như áp lực tâm lý của hàng thủ Vấn Đề đang khá là cao. Họ liên tục nảy hỏng bước 1. Bóng trong sân. Điểm 3-7. Bóng vào cầu. Cầu bóng đã có tình huống chạm lưới. Bước một tốt cho Cà Mau. Vấn Đề đã lấy lại phong độ của mình. Cà Mau hội ý lần thứ nhất. Cà Mau đã có sự hội ý lần đầu tiên. Tỷ số hiện tại chỉ còn cách biệt 2 điểm. Lấy lại phong độ của mình, họ phải tận dụng được tất cả cơ hội đang có để theo kịp được điểm số của Cà Mau. Cổ động viên của hai đội phải nói là rất là hăng máu. Hội đã kết thúc, trận đấu chưa được tiếp tục. Xe phát bóng. Bước 1 khá là tệ. Điểm thứ 6 dành cho Bến Tre. Bóng vẫn còn. Phản công cho Bến Tre. Điểm Cà Mau 8-6. Đã có lỗi kỹ thuật bên phía Bến Tre. Không còn tấn công cho Bến Tre. Họ không qua lưới. Điểm 9-6. Có vẻ như áp lực từ khán đài cũng là một phần khiến cho Bến Tre cảm thấy căng thẳng. Phản công cho Long An, xin lỗi cho Cà Mau. Bóng vẫn còn. Bóng không qua lưới. 16. Những gì đang xảy ra với Bến Tre đây? Họ gần như đuổi kịp được Cà Mau thì lại bỏ. Thì vậy thì bỏ xa một khoảng nữa rồi. Trận này thì có vẻ chủ lực của phía Bến Tre vẫn chưa vào sân. Một pha bước một khá lỗi bên phía Bến Tre.
một điểm. Số tài đang là 11-7 nghiêng về Cà Mau. Đã có không qua lưới. 8-11. Tốt của Cà Mau, chắn bóng tốt, vẫn còn điểm Cà Mau 12-8. Số sáu của Bình Đề từ nãy tới giờ có hơi nhiều tình huống khá là lỗi. Chủ lý quá vùng về. Quyết định trả bước một của Bến Tre. Để rồi phản công cho Bến Tre. Quá sát lưới, bỏ bóng thành công. Điểm Bến Tre 9-13. Để phát bóng. Bóng rất tốt. Điểm Cà Mau 14-9. Nhãn Hoàng chiến thuật rất tốt. Mình thì chủ công Cà Mau. Đánh bóng vào chỗ không người. Tỷ số đang là 14-9. Bóng vẫn còn. Thành công. Tiếp tục là pha chuyền lỗi của chuyền hai mình thì Bến Tre. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Quả hai. Phản công của Bến Tre. Bóng vẫn còn. Và bước một hỏng của Bến Tre. 15-9. Phong độ của Cà Mau hiện tại đang rất cao. Vẫn còn dành cho Bến Tre. Bắt bóng tốt. Bến Tre phát bóng. Điểm Cà Mau 16-10. Một tốt kiểm tra chuyền khá là về. Bóng vẫn còn, phản công của Bến Tre. 11-16. Tới điểm số. Bước một chạy bên phía Cà Mau, chắn bóng. Hiệp Cà Mau 17-11. Bỏ bóng qua chắn rất hiểm hóc. Không ai kịp thời hỗ trợ dàn chắn của Bến Tre. Bước một gãy của Bến Tre. Bóng vẫn còn. Điểm quá sát lưới. 18-11. Tỷ số đang là 18-11. Khoảng cách rất an toàn của Cà Mau. Bóng rất hay nhưng không qua được libero của Cà Mau. Đập bóng tốt. Điểm Bến Tre 12-18.
thường thì mình thấy hai đội là có phần khiêu khích nhau. Phản công cho Bến Tre, đập bóng tốt, bóng vẫn còn, vẫn còn, quá hay. Điểm Cà Mau 19-12. Đã có lỗi với Bến Tre. Tài xác định điểm thuộc về Cà Mau. Định trả bước một của Bến Tre, mở cầu cho Cà Mau, bóng ra ngoài. Bến Tre 13-19. Hiện tại đang là 13-19. 6 điểm để Bến Tre đuổi kịp Cà Mau. Liệu có lợi thuộc dòng hay không đây? Bước một tốt bên phía Cà Mau. Để rồi phản công cho Bến Tre. Bóng tốt, bóng vẫn còn, bỏ bóng rất hay. Điểm Cà Mau 20-13. Bến Tre hội lần thứ hai trong hiệp đấu thứ nhất. Bến Tre hết thời gian hơi, trận đấu sẽ được tiếp tục. Bước một tốt cho Bến Tre, bóng trong sân. Tiếp tục là 6 điểm cho Bến Tre. Đã gãy bước một bên phía Cà Mau. Họ bóng có chú ý nhưng chưa thành công. Chắn bóng tốt nhưng không lấy bóng ra ngoài. 14-14. Vẫn còn. Một bên phía Cà Mau, phản công dành cho Bến Tre, đập bóng tốt, bóng vẫn còn. Tiếp tục là phản công cho Bến Tre, tiếp tục hôm nay là phản công dành cho Cà Mau, bóng vẫn còn. Cà Mau hội lần thứ hai đã có hội đấu thứ nhất. Cà Mau hội kết thúc, trận đấu sẽ được tiếp tục. Phát bóng, bước một tốt cho Cà Mau, đập bóng tốt, bóng vẫn còn. Tiếp tục là phản công dành cho Cà Mau, vẫn còn, bỏ nhỏ nhưng đã bị bắt bài. Chắn bóng tốt, quá hay.
bóng vừa rồi của đội Cà Mau. Tôi đã thấy khá nhiều tình huống gọi là bỏ bóng nhưng trọng tài lại không bắt. Điểm cho Cà Mau. Điểm Cà Mau 22-18. Mong là trọng tài sẽ không thiên vị trong trận đấu ngày hôm nay. Cũng còn tốt chúng ta. Bóng ra ngoài. Điểm Cà Mau 23-18. Một pha sửa đường đi nhưng cổ tài chưa tốt khi bóng ra ngoài. Phản công cho Cà Mau bỏ lỗ. Điểm 24-18. Từ ngày đầu tiên thi đấu tới nay không phải trước Cà Mau. Bóng ra ngoài. Điểm Bến Tre 19-24. Nếu có còn cơ hội nào cho Bến Tre hay không đây. Một tốt bên phía Cà Mau. Bóng vẫn còn. Giải bài rất tốt bên phía Cà Mau. Bóng vẫn còn. Không qua lưới. Cà Mau 25-19. Kết thúc trận đấu thứ nhất, Cà Mau dẫn trước Bến Tre tỷ số 1-0. Như vậy là tạm thời Cà Mau đã chiến thắng Bến Tre với tỷ số 1-0. Hẹn gặp lại các bạn ở hiệp thi đấu thứ 2.